Bản thân cuộc đời của tôi thì tôi còn nghiên cứu khá nhiều các những cái danh nhân khác, ví dụ như là võ sư đại lực sĩ Hà Châu, tôi nghiên cứu cũng khá kỹ vì tôi yêu võ thuật. Đó, tôi nghiên cứu. Và cách rèn luyện của võ sư Hà Châu là tôi cũng ứng dụng để cho rèn luyện cho bản thân tôi ngày xưa cũng khá nhiều. Đó, ở Việt Nam mình đấy có một võ sư rất nổi tiếng, lực sĩ rất nổi tiếng, cả châu Âu khét tiếng đấy, khi đi biểu diễn, đó chính là võ sư đại lực sĩ Hà Châu. Đây là cái hình ảnh một chiếc xe lu làm đường đấy, 25 tấn cán lên người võ sư Hà Châu. Riêng cái tấm ván mà để đặt lên người võ sư Hà Châu là đã nặng 800 cân rồi. Xong thêm chiếc xe ủi 25 tấn chạy qua nữa mà võ sư Hà Châu vẫn chịu bình thường. Thì cái này nó không phải là cơ bắp nữa, cái này nó là nội công. Phải luyện nội công mới chịu được, không luyện nội công không chịu được đâu. Nên báo chí ở phương Tây nó gọi là người ngoài hành tinh ấy. Chứ không phải cô Ronaldo đá bóng là người ngoài hành tinh đâu. Cách đây hàng chục năm đã có người ngoài hành tinh rồi, báo chí phương Tây đã đăng đầy rồi. Đó chính là đại lực sĩ Hà Châu. Đúc kết lại này, bài học từ vĩ nhân là chúng ta đọc sách, đọc báo về cuộc đời của các vĩ nhân để chúng ta nghiên cứu kỹ về cuộc đời của họ. Chúng ta đọc các tác phẩm, đọc các tư tưởng và đúc kết của họ. Cái tác phẩm tư tưởng đúc kết của họ là cả đời của họ 70 năm. Họ trao cho chúng ta được khoảng vài trăm trang sách mà chúng ta không luyện thì quả là phí. 70 năm nó co lại có vài trăm trang sách à? Và đôi khi nó chỉ co lại còn vài tích truyện thôi. Đôi khi cả một cuộc đời vĩ nhân nó chỉ còn có 15 phút thôi. Mà chúng ta không chịu dung nạp nó vào mình thì chúng ta ngây thơ quá, chúng ta dại dột quá. Và lưu ý này, các vĩ nhân cuộc đời của họ vô cùng nhiều biến cố. Chẳng có vĩ nhân nào cuộc đời êm đâu, biến cố rất nhiều. Và chúng ta hãy chịu khó đọc các biến cố và cách thức họ đã vượt qua các biến cố đấy. Ai cũng có biến cố, ai cũng có khó khăn, làm sao để vượt qua. Để rồi từ đó các bạn chọn lọc các ý hay, các ý tinh hoa phù hợp với bản thân mình. Cái này rất quan trọng. Rất nhiều ý hay tinh hoa nhưng nó không phù hợp với các bạn thì các bạn phải tạm gác lại. Hãy chọn những ý mà nó gần với mình nhất, phù hợp với mình nhất để ứng dụng đi. Những ý kia đôi khi 2 năm nữa mình mới ứng dụng được, bây giờ không ứng dụng được đâu. 2 năm sau đọc lại, suy ngẫm lại, lại ứng dụng được ý kia. Hình dung chưa? Thế là các bạn cứ ứng dụng dần dần, đọc rồi suy ngẫm lại, rồi các bạn ứng dụng N lần đến khi thành công. N lần là đến khi thành công. Nên ở đây mới có 30 ngày rèn luyện thói quen. Thực chất 30 ngày nó chưa đủ đâu, nhưng 30 ngày là để dắt các bạn vào guồng thôi. Còn rất nhiều thói quen là phải 90 ngày, thậm chí phải 1 năm. 30 ngày là cái khởi điểm tốt nhất để chúng ta bắt đầu tập chạy thì ổn. Đó. Và các bạn nên nghiên cứu mỗi một lĩnh vực thì nên nghiên cứu cỡ 10 đến 20 vĩ nhân. Thì như vậy là các bạn, nếu mà 10 lĩnh vực trong cuộc đời các bạn đã trải qua, phải va đập với nó, thì các bạn phải nghiên cứu 100, 200, thậm chí 1.000 vĩ nhân là bình thường, đúng không? Rồi mình xem mình thích vĩ nhân nào, thích ngành nghề nào thì mình cố mà mình học. Mình thích ông đó, mình thích cái ngành nghề đó thì cố mà mình học. Mình hãy học những thứ tinh hoa từ họ. Các bạn không cần giống họ đâu, các bạn chỉ cần bằng 1% họ thôi, các bạn đã vô cùng thành công rồi. Các bạn chỉ cần sáng tạo bằng 1% Edison thôi thì các bạn đã có 20 phát minh được thế giới công nhận rồi. Cả đời Edison xấp xỉ 2.000 phát minh. Bây giờ các bạn làm sao có được 20 phát minh mà cả thế giới công nhận, thì các bạn đã khét nhất Việt Nam rồi. Ví dụ chưa? Nên chỉ cần học được 1% của vĩ nhân thôi đã là rất tuyệt vời. Do đó những cái app ứng dụng giáo dục, những quyển sách tinh hoa, những trang web về giáo dục chúng ta phải lưu lại, những kênh YouTube về giáo dục chúng ta phải lưu lại. Các bạn hình dung chưa? Hãy bỏ rác đi, một ngày có 24 giờ thôi, hãy dành cho việc phát triển bản thân theo chiều sâu. Hãy lưu nó vào trong máy của mình. Hãy ý thức tôi dành thời gian trống cho việc học. Chúng ta có muốn vươn mình đứng dậy hay không thì bản chất chính là vươn từ bên trong.
bên trong của các bạn vươn lên chứ không phải bên ngoài, không phải cái xác chiếc xe hơi, không phải chiếc xe hơi 1 tỷ, 5 tỷ mà là vươn lên. Tố chất bên trong quyết định các bạn là ai. Nên chúng ta lưu ý cố gắng mà học, mà phát triển. Học thành một cộng đồng học tập, mạng xã hội học tập chung là một thứ rất tuyệt vời. Đừng có xây dựng cái mạng xã hội tán gẫu chung, đừng có xây dựng cái mạng xã hội chửi rủa chung, hãy xây dựng mạng xã hội học tập chung. Hãy xây dựng mạng xã hội sống tử tế chung, xây dựng cộng đồng sống tử tế. Thì còn cái gì tuyệt vời hơn nữa? Các bạn hình dung không? Hãy xây dựng mạng xã hội cùng nhau đọc sách mỗi ngày, và hãy biết chọn sách tinh hoa. Đó, thì ngày hôm nay á, ban tổ chức giới thiệu cho chúng ta mấy cái app. Tôi thấy app nào cũng hay hết nha, app nào cũng hay. Chiều sâu đến đâu thì tôi chưa dám hứa, vì tôi là một cái người nghiên cứu rất nhiều nên tôi hơi khó tính. Các bạn đừng so, tôi khó tính lắm nha. Nhưng cứ cái gì liên quan đến học tập, liên quan đến vĩ nhân, liên quan đến rèn thói quen tốt, liên quan đến những đúc kết từ bao nhiêu năm người ta đã sắp xếp lại rồi thì cố mà học. Được chưa? Và nhớ này, học thì phải ứng dụng. Học mà không ứng dụng thì trở thành kệ sách di động, trở thành cái đẫy sách biết đi thôi. Nên nhớ, học thì phải ứng dụng. Giống như ngài Gandhi á, bỏ không ăn đường nữa phải mất 30 ngày thì mới dám dạy người ta. Hình dung chưa? Đó, thì ở đây có 4 cái app. Tôi thấy app nào cũng hấp dẫn này. 1.000 bài học doanh nhân là những bài học vượt thời gian từ 1.000 vĩ nhân. 30 ngày rèn luyện thói quen này, xây dựng 25 thói quen quan trọng. Tôi nghĩ không cần 25 đâu, các bạn luyện được 3 thói quen quan trọng thôi, cuộc đời đã lật sang trang mới rồi. Lưu ý, những lần rèn luyện đầu tiên là khó nhất. Các bạn rèn luyện lần thứ nhất là khó nhất. Hãy chọn thói quen đầu tiên dễ nhất và rèn cho bằng được, rồi đến chọn thói quen thứ hai khó hơn một tí, thói quen thứ ba khó hơn một tí. Vượt qua 3 thói quen này thì 25 thói quen còn lại là chỉ là thời gian thôi. Lúc này nó dễ như ăn gỏi ấy, không có gì phức tạp nha. Rồi kinh doanh 5 phút, 500 khái niệm cốt lõi nhất trong kinh doanh. Thú thực ngày xưa tôi học trường kỹ thuật, tôi chẳng biết gì về kinh doanh ấy. Tôi bước ra cuộc đời giống như tờ giấy trắng về kinh doanh ấy. Rồi lăn lộn làm ăn, rồi đi học hết lớp này đến lớp kia, tốn rất nhiều tiền, hàng trăm triệu để đi học về kinh doanh, và không có những cái tài liệu nào thực sự đúc kết để cho mình học, hoặc lúc đó mình không biết. Thì bây giờ các bạn quá thuận lợi nha. Những cái khái niệm, những cái bài học được đúc kết ngắn ngắn, để rồi nó mở cái cánh cửa cho các bạn đọc những cái quyển sách theo chiều sâu, nó mới dễ. Rồi 365 ngày phát triển bản thân cũng thế. Cuộc đời của chúng ta là một hành trình lớn dần lên 5 tháng. Phải có cái sự trưởng thành. Sự trưởng thành về cái thân thể này là chúng ta to xác ra, chúng ta khỏe mạnh ra. Nhưng to xác khỏe mạnh ra mà cái đầu nó không lớn lên, tâm tính nó không tốt lên, thì chúng ta giống con trâu, giống con bò thôi. Trâu bò nó cũng to xác ra, nó cũng rất khỏe mạnh, đúng không? Nó cũng rất đủng đỉnh, đi đâu cầy bừa vẫn rất ác, nhưng nó vẫn là trâu là bò. Chúng ta là người thì chúng ta phải phát triển tâm thức, chúng ta phải phát triển trí não. Cái tâm hồn của chúng ta phải lớn lên mỗi ngày. Cái nhân cách của chúng ta phải thực sự là những cái con người xứng đáng. Sống làm sao cho xứng đáng một kiếp người. Hình dung chưa? Đó. Thì ngày hôm nay á, thì đây là những cái app, những hình ảnh của những cái app. Thì tôi thấy hình ảnh rất đẹp nha. Đó, tôi mới cài vô được mấy hôm dùng. Nói chung là hấp dẫn. Hấp dẫn. Chắc tôi sẽ còn góp ý nhiều thêm ở cái góc độ để đào bới cái chiều sâu nhân quả thêm. Còn về mặt cơ bản nha, về mặt cơ bản cho đến mức độ khá, chúng ta sử dụng như thế này là rất tốt cho chính mình và cho dạy cho con của mình. Các bạn đừng nghĩ là thói quen hay là kinh doanh mà không cần dạy cho mấy đứa nhỏ nha. Mấy đứa nhỏ nó vẫn cần đấy. Chẳng qua vì chúng ta ngây thơ, chúng ta cứ nghĩ nó phải học hết lớp 12 nó mới học. Chúng tôi đã thử nghiệm dạy những cái thứ rất khó mà người lớn 40 tuổi còn không học được, cho những đứa trẻ 4 tuổi, thậm chí 3 tuổi vẫn học được. Các bạn có tưởng tượng cái quy luật phủ trùm lên cái vũ trụ này là cái quy luật nhân quả. Một cái quy luật mà các bạn nghe qua thấy rất tâm linh, đúng không? Nhưng các bạn có biết rằng một đứa trẻ 7 tuổi nó học được luật nhân quả đấy. Ở mức độ cơ bản nó học được đấy.
mà nó hiểu được và nó suy luận được, các bạn tin không? Chứ không phải chờ đến các bạn 40 mấy 50 rồi mới học nhân quả, rồi mới đi tu tập bản thân, ngây thơ. Toàn bộ học sinh của hệ thống trường Tuệ Đức được học thiền từ 3 tuổi. Chúng tôi dạy thiền rất khác, rất tự nhiên thông qua các trò chơi. Và các bé được học nhân quả từ những năm 6 tuổi lớp 1. Có những thứ chúng ta tưởng về già, chuẩn bị chết rồi mới học, đúng không? No, một đứa nhỏ học vô cùng tuyệt vời. Nên chúng ta hãy mạnh dạn học cho mình và học cho con em của chính chúng ta. Đó, thì đây là gieo nhân gặt quả này, các bạn thấy không? Nhân quả này. Chị ơi, làm sao con chị thích đọc sách vậy? Một câu hỏi rất ngây thơ. Bà mẹ cầm cái điện thoại, đứa con cầm cái điện thoại, còn bà mẹ bên kia cầm quyển sách, đứa con cầm quyển sách. Đủ lâu thì nó đọc thôi. Thế là cái bà mẹ cầm điện thoại hỏi bà mẹ kia: chị ơi, làm thế nào để cho con chị thích đọc sách? Không biết nhìn lại mình, không biết gieo lại nhân. Thấy chưa? Đâu không hiểu nhân quả là suốt ngày cứ đi hỏi lung tung. Chúng ta bị hỏi nhiều quá, chúng ta bị bí nhiều quá là thiếu tư duy nhân quả đấy. Đó, nên chúng tôi là ra những cái bộ sách giấy. Sách giấy để các con được còn ngửi mùi sách nữa. Các con được chơi với sách và các con được cho sách. Đọc xong đem quyển này đem đi cho. Công nghệ nó có cái hay của nó, nhưng mà các bạn đem đi cho nó hơi khó, đúng không? Vác cái điện thoại mình đem đi cho khó quá, nó nặng. Quyển sách đọc xong cho. Nhiệm vụ của một quyển sách là làm sao phải truyền tay được 5 đến 10 người, để rồi nó cũ đi, nó nát đi do người ta đọc nhiều, là sứ mệnh của nó đấy. Nó đã hoàn thành sứ mệnh. Còn một quyển sách ở trên kệ vô cùng đẹp suốt chục năm là quyển sách đó không hoàn thành sứ mệnh của nó. Thì đây là những cái bộ sách gieo hạt cùng vĩ nhân, học nhân quả dễ như ăn kẹo. Đó, các bạn thấy chưa? Dễ như ăn kẹo. Bộ này chúng tôi có 40 cuốn. Và đây là cái bộ best seller ở trên Tiki liên tục trong vòng gần 1 năm. Top 5 quyển bán chạy nhất về kỹ năng và đạo đức sống. Kỹ năng sống và thái độ sống, thì đây là một trong những cái bộ best seller liên tục, lúc nào cũng đứng trên top của Tiki. 5 hạng đầu, 3 hạng đầu liên tục nha. Bộ gieo hạt cùng vĩ nhân, bộ này chúng tôi đã lan tỏa được hơn 1 triệu quyển rồi, sắp khắp 63 tỉnh thành và khoảng 10 quốc gia trên thế giới rồi. Rất nhiều Việt Kiều mua cái quyển này về. Hiện giờ chúng tôi là 40 tập, sắp tới sẽ là 60 tập nha. Muốn còn trưởng thành từ ba gốc rễ nền tảng, đạo đức, trí tuệ, nghị lực hay không? Tất cả là sự lựa chọn của bạn. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn. Dự án 1 triệu cha mẹ cùng con trưởng thành từ ba gốc của cộng đồng sống tử tế. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới, truy cập bka.edu.vn/ck3h.